xin mến chào các bạn. Hôm nay mình quay cho các bạn xem là chiếc Kubota 7000 hai cầu sới đất cây mì. Đất này bữa nay mưa bão nó hơi sình, sới nó hơi nặng máy. Sới đất đẹp lắm các bạn. Này sới đất Phước Vinh gần Hòa Hiệp, Châu Thành, Tây Ninh. Mình không có hỏi cái anh chủ máy rồi, máy ở đâu mình không biết. Mình thấy sới đất rồi mình ngừng lại, mình quay cho các bạn xem. Sới đất quang quả nhiều lắm mà sới đất rất là đẹp. Đất nhổ mì lên cây mì không. Rất đẹp luôn. Chỗ đó có sình có nước, quá nặng máy, nước cắt lúng. Quá sình. Ngay cái đầu vạc nó sình không à, quá sình luôn rồi. Chạy nghe tiếng máy rất là khỏe luôn. Đi ngang rồi mình nghe tiếng máy chạy rồi mình vô mình quay cho các bạn xem. Đất này nó hơi có nước có sình chứ, chỗ thì nó ráo, chỗ thì sình nước không. Quá sình luôn, cắt quá cắt. Thank you.
mình thấy bắt tài này chạy chiếc Cucuta này 7.000 giờ mình thấy ghiền luôn các bạn, thấy quá đẹp luôn. Đầu này hơi nước nặng máy. Quá sần, khúc đó quá sần luôn rồi. Quanh lại vòng nữa là xong luôn rồi các bạn. Đường nữa. Muốn xem cái đầu đó quá nước luôn. Máy này xới đất quang cái mềm mà xới khỏe, rất là khỏe luôn. Rồi còn đường này đường cuối cùng mình xin được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau. Xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh và bấm nút chuông thông báo cho mình một like nha các bạn. Chúc các bạn một ngày xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau. Đất quá đẹp luôn, quay đất cho các bạn xem, quá đẹp. Rồi bắt tay bắt đầu về. Bắt tay này về đường trong cao su luôn.